sung rắc kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha bành cha si la ni ya cha ma ta ti yam bi ma yang phành te quy sung rắc kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha bành cha si la ni ya cha ma. Dạ đạo tràng, chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng kính dâng mức đến sư Thanh Tâm để sư chi vào ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Bhagava đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng, được chứng quả chánh biến tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Duti chambi buddhang saranang gacchami. Duti chambi dhammang saranang gacchami. Duti chambi sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Tati chambi buddhang saranang gacchami. Tati chambi dhammang saranang gacchami. Tati chambi sanghang saranang gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu ta sa nam mô ta ga wa to a ra ha to sam. Xin quy y Pháp lần thứ ba. Pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Ba na ti ba ta vê ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi. A di na da na vê ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi. Ka me su mi cha cha ra vê ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi. Mu sa wa da vê ra ma ni si ka pa đăng sa ma di ya mi. Sura me raya machapa madathana we ramani sika padang samadhiyami. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Con xin vân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Dạ.
Banatipata Vairana Mani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ đều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna Dana Vairana Mani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ đều học là cố ý tránh xa. Con xin vâng giữ đều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Kame sumicca chara veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ đều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ đều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surameraya macca Padmadatthana Vairamani Sikha Padang Samadhiyami. Imani Pancha Sikha Padani Sadukang Katwa Appamadena Nichakalang Samarakhi Tappang. Chư thiện tín nên thọ trì ngũ giới này cho được trong sạch, phải vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dễ vui. Sile na sugatin janti, sile na pokasampada, sile na niputin janti, tasma silang viso thaya. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái ấy nên chư thiện tín hãy ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nha. Ama phần thê sa thức sa thức lần thai. Và một lần nữa con kính tri ân sư Thanh Tăng đã thay mặt thì tăng truyền tâm quy ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Con kính mời quý vị đọc sám hối Phật bảo và Pháp bảo Tăng bảo. Uttamang gena vande hang bada ban sung varuttamang Buddhe yo kalito doso buddho kamatutang mamang Uttamang gena vande hang thamman chadukit tham varang Thamme yo kalito doso thammo kamatutang mamang Uttamange na vande hang sankhan cha duvitho uttamang Sankhe yo kalito doso sankho katutang mamang. Dạ, con xin thỉnh sư Thanh Tâm chúc phúc cho đạo tràng khiến khi chúng con vô lớp học. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người, là người năng nhân mình lễ bái, cúng dường đến tam bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, mô Phật, một lần nữa, con xin kính lễ ba ngôi tam bảo, Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Kính lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chào thầy Kinh, kính chào quý cô và kính chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là ngày giảng của thầy Kinh. Rồi kính chúc quý vị thính pháp được an vui nha. Dạ, mô Phật. Dạ, còn một lần nữa thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã truyền tâm quy ngũ giới cùng chúc phúc cho đạo tràng. Dạ, con xin thỉnh đạo tràng cùng con thọ thỉnh pháp sư. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sa ma sa mu ta sa nam mô ta sa pha ga wa to
Arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato samma sambuddhassa Dhamma dasanaya jagatha Brahma chaloka thibati sahambati ka tanchali antivarang aya chatha Santi thasa taparat chacha katika desa tu thammang anukam machang bachang. Dạ con xin. Cầm bi măng ba chăng sam sát tham ma phê vinh nguy na dành cha ca dân su tành cha bệnh tham a phi tham ma chăm măng a cô ta dành tổ cha tu sa cha đằng đằng bắp bồ tha này về ba vi sa ya mắt chê. Dạ con kính cung thỉnh thầy kinh đăng đàn giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Kính chúc đạo tràng được một bài pháp, một đêm pháp được ghi lại là. Dạ con xin trao mic lại cho thầy. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Dạ, kính lễ sư Tinh Tâm, kính chào tất cả quý vị. Nghe rõ ha? Hello. Rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục học về thập nhị nhân duyên. Thì chương trình cũng vẫn như thường lễ, đọc Pali trước và sau đó chúng ta đi vào bài học. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ Tam Bảo Tôn Tắc. Arahang samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami svākkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namaskāmi supatipanno bhagavato sāvakasangho saṅghaṃ namāmi samma sambuddhaṃ tulaṃ sacchaṃ maganuttamaṃ Akiwari pa sit sang, Akitamata sang kahan. Con xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Con xin nói về những gì chưa từng trong vi diệu pháp. Dạ, mô bích tha dạ. Thầm mai đã mặc một. Dạ, quý vị nghe rõ mà. Alo, 1, 2, 3. Rõ ha? Ok. Rõ ha? Chắc máy kia bị gì rồi. Rồi, giờ bắt đầu chúng ta bước vào cái bài chương trình đầu tiên là đọc Pali ha. Rồi mời quý vị quan hỷ tham gia cho nó liên tục nha. Rồi mình tranh thủ để đừng có để thời gian trống uổng ha. Rồi, xin mời quý vị. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lễ kính chào thầy kinh, kính lễ sư Thông Tâm. Dạ, con xin đọc bài ạ. Tất chớ giá sanh khá ví pha rô tất yếu về duyên. Dạ, xin sách hối và xin đọc lại ạ. Tất chớ giá sanh giá há ví pha rô tất yếu về duyên. Đoạn 1. Dê sanh sanh khá tá thăm ma năng dê thăm ma tất chớ già giá thà tăng lý pha găng mí hề đà mí bá quá khà mí giá thà giá hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Paticca samuppada na yo patta na na yo cha tí chá giá sanh giá hồ đu ý thồ về biết tất bồ tất thá tất
pha quá pha ni pha qua ca la mắt tô la khí tô bát tích chá sa múc bà đá ná dô bát thà ná ná dô bá ná à hà há chấp chá bát chá giá thích tí mà la phá bá vút chá tí u phá dần bá ná vô mi xê tòa bá bành chèn tí à chá ri già. Đại cương những tương quan có hai phần: A. Định luật phát sanh tùy thuộc, và B. Định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác. Trước đó, khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con hết à. Dạ, cảm ơn thầy Kinh đã lắng nghe, cảm ơn đạo tràng lắng nghe, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Dạ, con xin xuống mic xin nhường cho bạn kế tiếp ạ. Dạ, thấy Hồng Nhung lên nhưng mà chờ hoài không thấy. Dạ, con xin lãnh lễ Tam Bảo gồm Phật Bảo, Pháp Bảo, Thân Bảo. Con xin lãnh lễ Sư Thanh Tâm. Con kính thưa Thầy và kính chào tất cả anh chị em trong đạo tràng. Con xin được đọc ạ. Đoạn 2. Tát tha vi chà bát cha già sang kha ra sang kha ra bát cha già viện nhà năng viện nhà na bát cha già na ma ru bằng na ma ru ba bát cha già sa la gia ta năng sa la gia ta na bát cha già phát sô phát sa bát cha già về đa na bát cha già tạm hà bát cha già u ba đa năng u bà đà na bát cha già pha hồ pha quá bát cha già cha tí bát cha già cha ra marana marana so kapari de wadukha đồ má na sup bà già sa sam pha vạn tí eva me tát sa kề la la sa dukha khan đát sa sa mút đa dô hồ tì tí ayameta bát tí cha sa mút bà đa na dô. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh. Tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ, con đã đọc xong. Con xin cảm ơn đạo tràng. Xin cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Con xin xuống mic.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Thầy. Dạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ thầy Kinh và con kính chào đạo tràng. Dạ, con thấy chị Nhung lên xuống, Châu lên xuống, không biết có đọc không, thì con xin đọc. Bacchaya Sangaha Vipago Tất Yếu Về Duyên, đoạn 1. Ye sang sang khatta tham ma năng ye tham ma bát cha ya ya tha tăng quy phà ga mi hề đà ni bát ba quách kha mi ya ya tha ra hành. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tích bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo từ duyên. Paticca samuppadana nayo catipaccaya sangaho duvitho badanayo vedi tappo tattha tappa vapha vipha vakara mat bát lắc khi tổ bát tích cha bát tích sa cha múc ta đa na yo bát ta na yo ba na a hát cha bát cha bát cha thi ti ma rát tha ba quốc cha tí u phà yang bana wo mi nisse toa ta pan chen ti a cha vi ya. Đại cương, những tương quan có hai phần: A, định luật phát sanh tùy thuộc, và B, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhân duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh xuống của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác. Trước đó, khi có trạng thái này, thì trạng thái kia khởi phát. Định luật liên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, dạ, vậy là hết. Dạ, con xin trao mic lại cho vị thí thức. Dạ, Nam Mô Bụt Đà Giá, Nam Mô Tham Khai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Tâm, dạ, con kính đảnh lễ Thầy Kinh. Dạ, con kính chào chị trong đầu tràng. Dạ, con xin đọc bài. Đoạn 2. Tathā avicca paccaya saṅkhārā saṅkhārā paccaya viññānaṃ viññāna paccaya nāma rūpaṃ nāma rūpā paccaya salayatanaṃ salayatanā paccaya bassō bassā paccaya vedanā vedanā paccaya paccaya taṇhā taṇhā paccaya udādānaṃ vādānā bát cha già bát bao vù bao quá bát cha già chát tí bát bát cha già cha ra mà ra ná sô cá bá rí đề quá đút cá đồ má nát su ba già sa sầm bá quanh tí ê quá mê tát xá kỳ quá lát xá đút khá khành thát xá
Sa mô hồ tì tí a giá mét thá bát tí chát xá múc bà đá ná vô. Định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh. Hành phát sanh tùy thuộc nơi hành, thức tái sanh phát sanh. Tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh. Tùy thuộc nơi danh và sắc, lục căn phát sanh. Tùy thuộc nơi lục căn, xúc phát sanh. Tùy thuộc nơi xúc, thọ phát sanh. Tùy thuộc nơi thọ, ái phát sanh. Tùy thuộc nơi ái, thủ phát sanh. Tùy thuộc nơi thủ, hữu phát sanh. Tùy thuộc nơi hữu, sanh phát sanh. Tùy thuộc nơi sanh, phát sanh lão, tử, sầu muộn, ta tháng, đau khổ, buồn rầu và thất vọng. Như vậy, phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Sa thú, sa thú, sa thú. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin nhường vị mất cho vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ Thầy Kinh. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, cái mạng hôm nay của bên con nó hơi bị trục trặc. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc bài ạ. Bacchaya Sangha Huy Phà Gồ Toát Yếu Về Duyên, đoạn 1. Ye sang sang khata thamma nang ye thamma baccha ya ya tha tang vi pha gami he da ni ba wat kha mi ya tha ra hằng. Nơi đây theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành liên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Baticca samup Bà đa na dô bát thà na na dô cha ti bách cha gia sang ga hồ đu huy thô quê đi táp bồ. Ta tha táp phà huy phà hoa ca ra mát tô ba lắc khi tô ba tích cha sa múc. Bà đa na dô bát thà na na dô ba na à hai cha bách. Cha ya thi ti ma ra pha ba vuk cha ti u pha yang ba na vô mi se tòa pa bành chèn ti a cha ri ya. Đại cương những tương quan có hai phần: A. Định luật phát sanh tùy thuộc, và B. Định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh xuông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ, con đã đọc bài xong ạ. Con kính tri ân thầy. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng lắng nghe. Dạ, xin xuống mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn, dạ con xin kính đảnh lễ Sư Thanh Tâm, con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Tăng Ni.
Con kính chào thầy Kinh và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc. Đoạn 2. Tát tha avicca paccaya sankhara sankhara paccaya viññānang viññāna paccaya namaru namaru paccaya salayatanang salayatana paccaya phaso phasa paccaya vedana vedana paccaya tanha tanha paccaya upadānang upadana paccaya pavo pava paccaya jati jati paccaya chara marana soka parideva dukkha do manaspaya sa sampavan ti eva me ta sakke valasa dukkha khandhasa samudayo ho ti ti ayamethapati cha samuppadana yo. Định luật tùy thuộc phát sanh. Nơi đây, nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành, thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh, danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc, lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh. Tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn ta thán đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con xin phép được xuống mic, con kính dâng mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ con xin kính lãnh lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lễ thầy Kinh và con xin kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc bài ạ. Sau cái bài của Châu Nguyễn Boss con không có thấy được, con thấy nó trắng tươi. Dạ em Boss cái phần 1 hay phần 2 vậy em? Chị không thấy được luôn á. Rồi, xa thú em chỉ thấy rồi. Bacchaya sanggaha vipavo. Tất yếu về duyên, đoạn 1. Ye sang sang khata thamma nan, ye thamma bacchaya yatha, tăng quý phà, gá mi hề đà ni bá quắc khà mi giá thà gá hằng. Nơi đây, theo đường lối thích nghi, tôi sẽ tỉ mỉ phân tách bằng cách nào những pháp tạo duyên tác hành duyên hệ với các pháp được cấu tạo tùy duyên. Patit chasamuppadana yo batthanana yo chati paccaya sanggaho duvitho veditappo tattattappha vappha vipha vaka ramatto balakkhito patit chasamuppadana yo bat thà na na yo ba na a hát cha bát cha yát thi ti mà rắp pha ba quýt cha tí u pha dằng ba na wo mít xét tòa ba bành trần tí a cha ri già đại cương. Những tương quan có hai phần: a, định luật phát sanh tùy thuộc, và b, định luật duyên hệ tương quan. Trong hai phần này, định luật tùy thuộc phát sanh hay thập nhị duyên khởi được đánh dấu bằng sự phát sanh suông của một trạng thái tùy thuộc nơi một trạng thái khác trước đó. Khi có trạng thái này thì trạng thái kia khởi phát. Định luật duyên hệ tương quan đề cập đến sự hiện hữu của những điều kiện liên hệ với một điều kiện khác. Các vị pháp sư pha trộn lẫn lộn hai pháp này để giải thích. Dạ con đã đọc xong, con xin nhường mic lại cho vị khác ạ. Cảm ơn em Châu đã post bài. Dạ con kính tri ân thầy Kinh ạ.
Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ con Từ Mẫn. Dạ xin đạo tràng có nghe được tiếng con không? Dạ 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 xin cảm ơn đạo tràng. Dạ con Từ Mẫn, con xin cúi đầu đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con kính lễ sư Thanh Tâm, kính lễ thầy Kinh, cùng quý chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng và quý anh chị em trong đạo tràng. Con xin đọc bài học hôm nay. Tạc thạ quy già bát cha già sằng khà ra sằng khà ra bát cha già quy nhà năng quy nhà na bát cha già na ma ru bằng na ma ru ba bát cha già sa la gia ta năng sa la gia ta na bát cha già pha so pha sa bát cha già huệ đa na huệ đa na bát cha già tăng hà bát cha già u ba đa năng u ba đa na bát cha già pha wo pha wa bát cha già già ti bát cha già gia ra ma ra na so ca pari đề wa du kha đồ ma na su ba già sa sam pha hoàng ti e wa me ta sa ke wa la sa du kha khan tha sa ma du sa ma du samudayo ho ti ti ayamethabat ticha sammubada nayo. định luật tùy thuộc phát sanh nơi đây, tùy thuộc nơi vô minh hành phát sanh, tùy thuộc nơi hành thức tái sanh phát sanh, tùy thuộc nơi thức tái sanh danh và sắc phát sanh, tùy thuộc nơi danh và sắc lục căn phát sanh, tùy thuộc nơi lục căn xúc phát sanh, tùy thuộc nơi xúc thọ phát sanh. Dạ con Nam Mô Dạ, con đã đọc xong bài học. Tùy thuộc nơi thọ ái phát sanh, tùy thuộc nơi ái thủ phát sanh, tùy thuộc nơi thủ hữu phát sanh, tùy thuộc nơi hữu sanh phát sanh, tùy thuộc nơi sanh phát sanh lão tử sầu muộn, tá tháng đau khổ buồn rầu và thất vọng. Như vậy phát sanh trọn vẹn toàn khối đau khổ. Và con kính cảm ơn đạo tràng và cảm ơn Châu Nguyễn bóp bài con. Con kính nhường bất lợi cho chư vị kế tiếp. Như vậy là đọc xong rồi ha. Rồi giờ xin mời Nguyên Như lên trình bày là cái bài tuần trước á, đọc lại cái bài tuần trước rồi cho Nguyễn post lại ha, để cho quý vị dò lại lần nữa rồi mình đi tiếp thêm bài khác. Rồi xin mời giờ cho Nguyễn chuẩn bị bài chưa, chuẩn bị bài Nguyễn Như lên đọc. Rồi mời Nguyễn Như nha. Dạ thưa thầy, cái này không phải tuần trước thầy mà tuần trước trước nữa, tự vì tuần trước mình bị không có học. Dạ con sẽ đọc lại cái phần là cái bài đó, hình như là cái bài hành duyên thức. Dạ cái bài đó bữa đó thầy cũng cho hơi dài đó thầy. Dạ bài ngày 18 tây tháng 12 năm 2020 còn năm cũ. Hành duyên thức Sankhara Pachaya Vinyanam. Vinyana là tiếng Sanskrit. Vijnana là thức, thức tái tục. Patisanti Vinyana 19 tâm quả tục sinh, gồm 2 quan sát cộng với 8 tâm quả thiện dục giới tịnh hảo, cộng với 5 tâm quả sắc giới, cộng với 4 tâm quả vô sắc giới. Theo phương cách khác, lấy hết các tâm quả hiệp thế duyên cho hành thì gồm có 15 tâm quả vô nhân, cộng với 8 tâm quả thiện dục giới,
cộng với 5 tâm quả sắc giới, cộng với 4 tâm quả vô sắc giới, tổng cộng lại là 32 tâm quả do hành làm duyên. Tâm quả bất thiện vô nhân. Thời Bình Nhật, có 7 tâm quả sanh khởi do bởi phi phúc hành làm nhân là năm thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, cộng với tiếp thâu, cộng với quan sát. Thời Tục Sinh, tâm là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Người, người khổ, cõi, có 4 cõi khổ do 11 tâm bất thiện làm nhân, trừ đi tâm si phóng dật vì không có khả năng tạo quả tục sinh. Tâm quả thiện vô nhân, thời Bình Nhật, có 8 tâm quả thiện vô nhân sanh khởi do phúc hành. Thời Tục Sinh, do 4 tâm thiện dục giới ly trí và thiếu tam tư làm nhân. Tâm là tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Người là người lạc vô nhân. Cõi, cõi người và tứ thiên vương thấp. 8 tâm quả thiện dục giới hữu nhân sanh khởi do 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo làm nhân có 3 cách. A. 4 tâm thiện ly trí đủ tam tư làm nhân cho ra 12 quả. Thời Bình Nhật, 8 tâm quả thiện vô nhân, 4 đại quả thiện dục giới ly trí. Thời Tục Sinh, tâm một trong 4 tâm quả ly trí dục giới. Người là người nhị nhân, cõi có trong 7 cõi vui dục giới, thì 7 cõi vui dục giới gồm có người, tứ đại thiên vương, đao lợi, dạ ma, đầu xóa lạc thiên và tha hóa tự tại. 4 tâm thiện tương ưng trí thiếu tam tư làm nhân cho 12 quả. Thời Bình Nhật, có 8 tâm quả thiện vô nhân, 4 đại quả thiện dục giới ly trí. Thời Tục Sinh, tâm là một trong 4 tâm quả ly trí. Người là người nhị nhân, cõi là 7 cõi vui dục giới. C. 4 tâm thiện tương ưng trí đủ tam tư làm nhân cho 16 quả. Thời Bình Nhật, có 8 tâm quả thiện vô nhân, 8 tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Thời Tục Sinh, tâm thì có 1 trong 4 tâm quả thiện dục giới hợp trí. Người là người tam nhân, cõi là có 7 cõi vui dục giới. 5 tâm quả thiện sắc giới sanh khởi do bởi 5 tâm thiền thiện sắc giới làm nhân và chỉ làm phần sự tái tục. Thời Tục Sinh, tâm là một trong 5 tâm quả thiện sắc giới, tức là tâm quả sơ thiền, tâm quả nhị thiền, tâm quả tam thiền, tâm quả tứ thiền và tâm quả ngũ thiền. Người, tức là người tam nhân, cõi thì có 16 cõi sắc giới. 4 tâm quả thiện vô sắc giới sanh do bởi bất động hành, tức là 4 tâm thiền thiện vô sắc giới làm nhân và chỉ làm phần sự tái tục. Thời Tục Sinh, tâm là 104, là một trong 4 tâm quả thiện vô sắc giới. Người là người tam nhân, cõi là 4 cõi vô sắc. Tổng kết, trong 32 tâm quả hiệp thế, có 19 tâm quả làm việc tục sinh sang kiếp sống mới, 2 tâm quan sát thọ xả vô nhân, gồm có thiện và bất thiện, 8 tâm quả thiện dục giới hữu nhân, 5 tâm quả thiện sắc giới và 4 tâm quả thiện vô giới. Dạ, con đã đọc xong, con xin dâng mic lại cho thầy kinh ạ. Cảm ơn quý vị. Như vậy là chúng ta đã đi tới cái phần là hành duyên cho thức, thì cho chúng ta là 19 quả thức tục sinh và những cái tâm quả trong thời Bình Nhật. Trong cái vấn đề mà tâm tục sinh quả vô sắc đó, quả sắc giới như là quả vô sắc đó, cái gì thì mình nói nó làm bằng sự tục sinh, nhưng mà mình cũng phải luôn nhớ cái vấn đề là tục sinh tâm nào. Tâm nào làm việc tục sinh thì nó làm việc hộ kiếp và tử luôn nha, phải nhớ cái vấn đề đó nha. Nó có 3 cái vấn đề nó giống nhau đó, thì mình phải nhớ cái phần đó. Được chưa?
Rồi bây giờ mình vô tới số 3 La Mã. Và thức duyên danh sắc. Thức duyên danh sắc. Chữ danh, danh sắc mình gạch, có dấu gạch như ai qua đây. Thức duyên danh sắc. Quỳnh nhà nã bắt cho già, nà má rù bằng. Thức duyên danh sắc. Kẹp cái chữ Bali vô luôn. Rồi, đúng rồi. Ok. Rồi. Ở đây học, mình học tới cái phần thứ ba là thức duyên danh sắc, tức là cái thức tục sinh. Khi mà chúng ta có một cái đời sống mới, một người được tục sinh qua một cái đời sống mới, tức là cái thức tục sinh. Thì cái thức tục sinh này nó sanh khởi, nó làm duyên cho danh và sắc sanh khởi. À, do có thức thì mới có duyên cho danh và sắc. À, thì bây giờ mình lấy cái chữ nà má là danh. À, chữ nà má bắt bỏ xuống là danh. Chữ ru bá là sắc. Bắt hai chữ xuống, một chữ là danh, một chữ là sắc. Nó ràng ha. Quỳnh nhà ná là thức nè. Quỳnh nhà ná bách cho già là duyên. Quỳnh nhà ná bách cho già nà má ru băng. Nà má là danh, mà ru bá là sắc. Ruba, sắc ruba, rubang cũng được ha. Rồi, ok. Rồi, ghi rồi. Danh. Quý vị nghe không? Hello. Sao quý vị không nghe? Quý vị nghe không? Ok. Rồi, ok. Rồi, xuống dòng mình ghi ha. Danh và sắc. Tức là mình mới giờ mới ghi cho đi dòng sắc ha. Bây giờ mình ghi là danh và sắc là hai thành phần riêng. Danh và sắc là hai thành phần riêng biệt, nhưng chúng được sanh khởi do từ thức. Danh và sắc là hai thành phần riêng biệt, nhưng chúng được sanh khởi do từ thức. Tức là do từ cái thức tục sinh đó. Rồi, là đây, đây cho mình biết là cái danh sắc này đó, nó là hai thành phần riêng, chứ nó không phải là hai cái là chung. Cho nên mình phải có những sự dấu gạch ngang là vậy đó. Nó hai cái riêng hết. Nhưng mà nó sanh khởi được, nó hiện khởi được là do từ cái thức tục sinh. Tức là khi mà một người mà tử, chết, chết xong cái tục sinh nó lại. À, thì khi chết là cái tâm tử là tử. Xong rồi cái khởi lên một cái sát na tâm tục sinh. Thì cái sát na tục sinh đó nó sanh khởi được. Rồi khi nó có mặt, nó sẽ làm duyên cho danh và sắc. Tức là duyên cho cái phần tâm, phần linh và cái phần mà thể chất của mình. À, cho mình mới có cái thần sát ngày hôm nay là do từ cái vấn đề đó, là phát sinh do từ cái thức tục sinh. Được chưa, quý vị ghi xong chưa? Rồi, danh hai chấm, danh hai chấm là thọ tưởng hành đồng hiện khởi với thức. Danh hai chấm, thọ tưởng hành đồng hiện khởi với thức. Cái máy như bị gì cái gì nghe không? Alo, nghe mà. Rồi, có vấn đề nữa. Rồi, ok. Thì bây giờ ở đây ta nói về cái danh. Danh là cái gì? Danh là gồm có thọ, tưởng và hành. Bởi vì thức nó làm duyên cho danh sắc. Thì bây giờ danh là cái gì? Danh là thọ, tưởng và hành. Thọ tức là tâm sở thọ, tưởng là tâm sở tưởng, và hành là 50 tâm sở còn lại. Thì như vậy, do có thức, 50 tâm sở hiện hữu. À, thì như vậy, danh tức là thọ và hành, đồng hiện khởi với thức, tức là đồng sanh duyên với thức. À, thì như vậy, chúng ta biết là do thức và duyên cho danh là vấn đề chúng ta cần phải được hiểu là như vậy. Rồi, xuống dòng. Thức có mặt, thì danh có mặt. Phải. Thức có mặt thì danh có mặt. Phải.
bốn pháp này là bốn pháp bất khả phân ly. Bốn pháp này là bốn pháp bất khả phân ly, còn được gọi là tứ danh uẩn. Bốn pháp này là bốn pháp bất khả phân ly, còn được gọi là tứ danh uẩn. Rồi, đúng không? Thì như vậy khi mà thức nó có mặt, tức là thức tục sinh có mặt, thì danh có mặt, tức là thọ tưởng hành có mặt. Tức là do như vậy bốn pháp này là bốn cái pháp mà không bao giờ mà tách ra được hết, tức là bốn pháp bất khả phân ly, chúng ta thường hay gọi là tứ danh uẩn, tứ danh uẩn là như vậy. Thì khi mà cái thức tục sinh sanh ra thì phải có đầy đủ bốn pháp này, là thọ tưởng hành và thức, được gọi là tứ danh uẩn. Đó là cái vấn đề cần phải nắm cho thật chính xác cái này, chứ nó không có rời rạc ra được ha. Là bốn pháp bất khả phân ly. Rồi, đó là chúng ta nói về mấy vấn đề là bốn pháp bất khả phân ly. Và bây giờ mình xuống, mình gạch vòng cái cõi vô sắc. Cõi vô sắc, hai chấm. Cõi vô sắc, hai chấm. Thức duyên danh. Cõi vô sắc, thức duyên danh. Rồi, cõi vô tưởng thì thức duyên cho sắc. Cõi vô tưởng thì thức duyên cho sắc. Thì như vậy, ở cái vấn đề này chúng ta có hai vấn đề là cõi sắc, tức là những vị mà tục sinh còn ở trên cõi trời của sắc. Thì lúc đó cái thức nó duyên cho danh. Nhưng mà ở cõi vô tưởng thì bởi vì nó chỉ có sắc thôi, thì ra khi mà cái thức nó chỉ duyên cho sắc chứ nó không có duyên cho danh được. Cho nên vấn đề chúng ta cần phải biết rõ ha. Rồi xuống dòng, cõi sắc giới và dục giới. Cõi sắc giới và dục giới thì thức duyên đủ cả hai danh và sắc. Cõi sắc giới và dục giới thì thức duyên đủ cả hai danh và sắc. Cái máy như bị gì rồi. Cõi sắc giới và dục giới thì thức duyên đủ cả hai danh và sắc. Rồi, như vậy là chúng ta có nắm được một số cơ bản trước ha. Đó là mình sơ lược trước như vậy ha. Rồi, đúng ra là lóc bác hy vọng ha, hy vọng như vậy. Đấy, đang học không nghe, uống ha. À, quý vị ghi kịp chưa? Ghi kịp hết chưa? Rồi, mình đã được sơ lược ha. Cõi về thức duyên cho danh thì mình đã sơ lược những vấn đề mà chúng ta cần được nắm bắt ha. Rồi bây giờ mình xuống học đi vô sau ha. Đi vô sau, thức duyên danh hai chấm. Thức duyên cho danh hai chấm. Và nghe là được rồi đó. Còn không nghe nữa thì dục cái thôi nó luôn đi. Thức duyên danh hai cháu. iPhone 7 người dược sĩ mà mua cái iPhone 7 chết rồi, giờ nó tới 12X, 12 Pro X gì tùm lum đó. Dược sĩ để tiền nhiều quá làm gì trời. Dược sĩ là giàu ghê lắm. Giờ ghi 200 giờ rồi, giờ thức duyên danh thôi, nó vô nhà bắt đầu vô cho quý vị thời gian trống trống vô ha. Thức duyên danh hai chấm. Có 35 tâm sở.
phối hợp với các tâm quả hiệp thế. Có 35 tâm sở phối hợp với các tâm quả hiệp thế. Nói chung, mở ngoặc trừ 14 tâm sở bất thiện. Rồi, tức là ở đây khi nói thức duyên cho danh, tức là cái thức tục sinh nó duyên cho những cái tâm sở đồng sanh chung đó, thì chúng ta sẽ có được 35 tâm sở. Nó có luôn bi và tùy hỷ trong cái tâm quả sắc giới nha, tâm quả sắc giới thì có bi tùy hỷ luôn. Bây giờ mình đi nói chung trước đó. 35 tâm sở đồng sanh chung, phối hợp chung với những cái tâm quả hiệp thế, tức là những cái tâm quả làm việc tục sinh của thuộc về hiệp thế. Mình như là mình nói lấy cái sẽ chung, nói chung ha. Nhưng mà trừ cái tâm sở bất thiện, quý vị biết tại sao trừ 14 cái tâm sở bất thiện không? Đây là cái vấn đề mà rất ít ai để ý này nè. 35 tâm sở là đồng sanh trong cái thức tục sinh, mà trừ đi 14 tâm sở bất thiện, tại sao trừ 14 tâm sở bất thiện ra? Trong khi đó danh là phải có thọ tưởng hành thức đầy đủ. Tại sao mà không có tâm sở bất thiện? Khoảng hay là mấy tâm kia nó cũng có vậy. Mấy tâm quả hiệp thế nó cũng có những tâm sở đầy đủ chung. 35 tâm sở thì lòng sanh chung mà. Đặt rồi. Giờ đang nói thức, nghe lại nha, thức duyên cho danh, tức là cái thức tục sinh làm duyên cho danh sanh khởi, thì ở đây người ta chỉ lấy có 35 tâm sở thôi, thay vì 52 tâm sở, mà giờ người ta chỉ lấy có 35 tâm sở, và người ta cho mình biết, và trừ cái 14 tâm sở bất thiện ra, cái lý do tại sao mà trừ 14 tâm sở bất thiện ra. Nghĩ lại chút này, nhắc thêm chút là thức tục sinh nha, thức tục sinh, thức tục sinh, tại sao từ 14 tâm sở bất thiện ra? Mười chín luôn. chưa rõ ràng. Rồi quý vị nào khác rồi, có ai khác đưa ý kiến lên coi. Tại vì mình phải động não vậy đó, mình mới nhớ lâu. Học rồi phải động não, mình nhớ lâu chứ thôi. Qua lướt qua cái rồi lá rụng về cõi hết. Rồi, cho 3 phút ha, 3 phút quý vị suy nghĩ rồi viết lên cho mỗi người ý đưa lên để coi người sao. Chúng tôi sẽ nói luôn cái này. Tại vì ít có ai để ý những cái chi tiết này không, mà cái chi tiết này mới là cái quan trọng ha. Nó mới là cái mà nhấn mạnh vấn đề, mới đánh lên cho chúng ta thấy được cái sự hiện hữu, cái sự thật, cái trình bày, mình mới thấy được vấn đề một cách rõ ràng. Nó học vậy nó mới hấp dẫn ha. Học vậy nó mới hấp dẫn. Thức tục sinh, đây đang nói thức tục sinh chứ không phải quả thời hiện tại. Đang là thức duyên danh sắc mà, thức duyên cho danh trước, thức duyên danh. Nguyên Như đâu rồi? Nguyên Như, Nguyên Trang, cô Hà nó mất tiêu hết rồi. Châu Nguyễn được rồi, chủ sĩ, MC, rồi, thư ký, rồi im ru, không thấy, mấy nói rằng tám nhiều, mà sao vô đây cái im ru. Không biết.
Ok, Lý được trả lời là ok đó ha, đúng là đúng như vậy ha. Rồi, như vậy là bây giờ mình xác định lại rằng 14 tâm sở bất thiện này có mặt trong tâm tâm quả bất thiện làm việc tục sinh không? 14 tâm sở bất thiện có mặt trong tục tâm tục sinh của tâm quả bất thiện không? Không, đúng rồi, đúng rồi. Là đúng rồi ha. Thì như vậy tại sao lý do không có 14 tâm sở bất thiện này trong cái thức tục sinh? Bởi vì trong cái thức mà làm việc tục sinh về bất thiện đó, là cái tâm quả tục sinh đó, nó không có cái 14 tâm sở này, bởi vì thức tục sinh của cái tâm quả vô nhân mà bất thiện đó, nó đã gọi là vô nhân thì nó không thể có những cái này được. Nó chỉ là cái phần sự tục sinh, nó chỉ có những cái tâm sở mà tự tha thôi, chứ nó không có cái 14 tâm sở bất thiện này đồng sanh chung. Cho nên đó là cái vấn đề chúng ta cần được biết ha. Rồi, nắm được không? Nắm hiểu được cái lý này ha? Quý vị hiểu hết chưa? Cho biết đi. Cái gì nó là tâm quả bất thiện vô nhân. Còn nó không có nhân tham, nhân sân si đó. Rồi ha. Ok, ok hết chưa? Quý vị ok hết chưa? Mấy vị khác rồi. Đâu phải thiện như chưa nắm được lý này. Cái tâm đã gọi 14 tâm sở bất thiện á, thì phải nói với tâm quả tục sinh là bất thiện. Tâm quả tục sinh bất thiện, tức là giờ mình tục sinh cõi khổ nè, là tục sinh bằng tâm quả gì? Đúng rồi, tục sinh bằng tâm quả vô nhân. Tâm quả bất thiện vô nhân thì đã gọi là quả bất thiện vô nhân, thì nó làm sao có 14 tâm sở bất thiện này giao được? Đâu có si, tham, sân gì được. Thì nó là vô nhân, tâm quả vô nhân, thì nó không có những cái tâm sở như đồng sanh chung với nó như vậy. Cho nên đây là cái vấn đề mà chúng ta cần phải nắm chính xác ha. Đúng rồi. Thôi kết trên đó thôi. Rồi ha, rồi bây giờ mình xuống mình ghi gạch dòng cho rõ luôn nè. Hai tâm quan sát vô nhân thì đúng rồi, đang nói tục sinh mà, thức tục sinh mà, thức tục sinh mà, thức chuyên cho danh thì đồng sanh, thức chuyên cho danh là những cái tục sinh. Rồi giờ mình xuống mình gặp hai tâm quả quan sát vô nhân nè. Hai tâm quả quan sát vô nhân có 10 tâm sở đồng sanh chung với nó, đúng chưa? Hai tâm quả quan sát vô nhân có 10 tâm sở trừ cần hỷ dục. Này mình cần phải coi lại cái bản kia. Hai tâm quả quan sát vô nhân hai chấm có 10 tâm sở trừ cần hỷ dục, tức là xúc thọ tưởng tư với hành mạng quyền tất ý tầm tứ thắng giải. Cần hỷ dục là 13 ra mà nó không có cần hỷ dục, cho nên hai tâm quả quan sát vô nhân này chỉ có 10 tâm sở thôi. Do vì như vậy là 14 tâm sở bất thiện cũng không có mặt luôn. Hai tâm quan sát vô nhân này làm việc tục sinh. Tục sinh gì vậy? Hai tâm quan sát vô nhân này làm việc tục sinh cõi nào đây? Alo, làm người gì đây? Có gì? Một người là người một là Kim Dung rồi. Ai nữa? Rồi, đúng rồi, sa thú một tâm thì làm người khổ, một tâm thì làm người lạc, đúng không ha? Lạc của nhân, khổ của nhân. Rồi, như vậy là mình nắm được ha. Cái gì nắm được là thức duyên cho danh ở phần hai tâm quả quan sát của nhân làm việc tục sinh có 10 tâm sở thôi, trừ cần hỷ dục. Được chưa, nắm được ha? Rồi, tiếp ha, tiếp được ha. Cô thư ký ghi kịp chưa? Ghi lại đi, có thư ký ghi lại cho. Rồi, xuống dòng. Tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân, hai chấm. À,
tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân. Tức là ở đây người ta lấy tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân làm phận sự tục sinh để cho mình biết là nó như thế nào ha. Rồi, 1 cộng 2. 2 tức là gì? Tâm gì quý vị? Tâm quả thiện họ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thiện hỷ hợp trí vô trợ ha, là 1 cộng với 2. Hai cái tâm này, 2 chấm. Có 13, 2 chấm ha, 13 cộng 20 bằng 33. 13 cộng 20 bằng 33. Trừ 3 giới phần và 2 vô lượng phần. Rồi, tức là cái tâm quả thứ nhất, tâm quả thứ nhì thì cho mình biết là có 13, có 33 tâm danh, 33 tâm sở đồng sanh chung, và trừ cái giới phần ra, trừ cái ba giới phần ra hoặc là và trừ hai vô lượng phần ra luôn thì như vậy 35 hồi nãy đó, 35 tâm sở mình lấy số chung á, bây giờ xuống dưới mình tính ra 1 với 2 thì còn có 33 ha. Rồi 34, 3 cộng 4 2 chấm là cũng 13 cộng 19 bằng 32. 3 cộng 3 cộng 19 bằng 32. Rồi, quý vị cho biết tại sao là nó có 32, trong khi đó ở trên nó có 33. Alo. Từ trí xà thú, cô Nhung giỏi quá, cô Nhung xà thú. Từ trí, đúng rồi, xà thú. Rồi, như vậy mình ghi ra 34, 13, cộng 19 bằng 32, mở ngoặc trừ trí. Để mình nhớ đâu đó thôi, lúc nhiều khi có những lúc mình cái tâm mình quên bất tử. Được chưa? Đúng rồi. Rồi 56 thì cái kia là có rồi đó, cái kia đương nhiên phải có rồi đó. Ba giới phần hai vô lượng phần là cái trên là 33 rồi đó, ở dưới 32 là mình đề ghi là trừ thêm trí nữa là mình hiểu ha, hoặc là muốn ghi luôn cái kia luôn cũng được đó. Rồi 56 12 cộng 20 bằng 32. 56, 12 cộng 20 bằng 32. Rồi, đúng rồi. Ghi rõ ra luôn ha. Đúng rồi, xa thú. Ghi rõ luôn đi. Cho dễ nhớ, dễ học. 5 cộng 6. Vì nãy 3, 4 và 5 cộng 6, 12 cộng 20 bằng 32. Rồi, giờ tại sao 32 đây? Alo. Tại sao 32? Hay quá vậy ta. Xa thú, trừ thêm cái hỷ nữa. Trừ cái hỷ ra nữa, thì thọ xả trừ hỷ thì nó còn 32 chính xác luôn ha. Xa thú. Đúng rồi, chính xác ha. Rồi, mình muốn ghi rõ là ghi luôn ha. Trừ 3 giới phần, 2 vô lượng phần, trừ hỷ nữa là đủ ha, là 32 ha. Rồi, lấy cô thư ký cô ghi xong cái cho quý vị ghi lại ha. Rồi số 7, 56 bao nhiêu? 7, 8, 7, 8, 12, 19, 7 cộng 8 bằng 12 cộng 19 bằng 31. 31.
Từ trí luôn, đúng rồi, xa thấu từ trí, từ thêm trí hỷ đó là quả mốt. Rồi như vậy là tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân làm việc tục sinh thì nó làm duyên cho danh, tức là duyên cho những cái tâm sở này đồng sanh chung với nó trong tâm tục sinh. À, thì như vậy là chúng ta đã nắm được cái phần về tám tâm quả thiện dục giới hữu nhân ha, là những cái tâm thuộc về dục giới, là mình đã nắm được là thức duyên cho danh. Rồi chưa, quý vị nắm được chưa? Rồi xuống dòng chín tâm quả đáo đại. Chín tâm quả đáo đại. Chín tâm quả đáo đại. Rồi. Chín tâm quả đáo đại. Sơ thiền 2 chấm 13 cộng 22 bằng 35. Rồi, sơ thiền nha, đó là tâm quả sơ thiền. Là người ta cho mình biết là có 13 tờ tha ha, đồng sanh chung. Cộng 22, 22 gì quý vị ơi? 22, tại sao chỉ có 22 thôi? Alo. Tại sao chỉ có 22? Một người trừ vô lượng phần, một người trừ giới phần thì cái nào đúng đây? Trừ giới phần, chính xác, trừ giới phần, trừ vô lượng phần là trật ha, 22 trừ cho ba cái giới phần, bởi vì là tâm quả sơ thiền thì là tục sinh, không có giới gì trong đó nha, thì trừ giới phần ra, thì như vậy 22 trừ cho ba giới phần bằng là 35, thấy chưa? Bởi vì cái giới phần cũng không phải là đối tượng của tu thiền, ha, nhớ giới phần nó không phải là tu thiền. Nhưng mà nếu một người mà không có tu về hai vô lượng phần á, là vi tùy hỷ á, nếu một người không có tu thì mình trừ luôn hai đó luôn. À, quý vị ghi thêm, nếu không tu hai vô lượng phần thì trừ luôn nó ra, trừ hai vô lượng phần ra. À, thí dụ người tu thiền về đất nước lửa gió, đất sơ thiền thì người ta không có tu về vô lượng phần thì mình trừ nó ra, trừ cái hai vô lượng phần ra, thì như vậy là 35 mà trừ hai nó chỉ còn 33 đấy phải không? Nhưng mà giờ mình chỉ ghi chung vậy thôi, ghi là 35 nhưng mà mình ghi câu thòng theo nữa, nếu không tu hai vô lượng phần thì trừ luôn, trừ ra luôn. Rồi, ok. À, nắm được chưa quý vị? Okay, nắm được chưa? Alo. Alo. Cho tín hiệu đi, rồi đi tiếp. Cô Từ Mẫn nắm được không? Alo. Được rồi không? Cho Nguyễn nắm được không? Quý vị nắm được không? Thiện Hữu nắm được không? Ok. Rồi, xà thấu ha, xà thấu. Dễ ổi, cái này dễ ổi, dễ cơm sườn. Giống như ăn cơm tàu chả, dễ ổi. Rồi chưa, rồi sơ thiền ha, rồi giờ tới nhị thiền. Lên tới cái đáng tựa đắc nhị thiền. Đắc nhị thiền, hai chấm người ta cho mình biết là có 12 cộng 22 bằng 34.
12 cộng 22 bằng 34. 12 cộng 22 bằng 34. Và tại sao cái kia 35 mà này có 34 à? Sơ thiền 35 mà nhị thiền có 34 thôi. Alo, alo. Trừ tầm ra xa thú trừ tầm. Không có tầm, tức là không có tâm sở tầm. À, nhị thiền là loại bỏ tầm. Rồi, như vậy nắm được ha? Dễ quá trời, nó khó gì đó. Rồi, tam thiền. 2 chấm. 11 cộng 22 bằng 33. Tam thiền. 11 cộng 22 bằng 33. Rồi, cũng giống như ha, giờ trừ gì nữa đây? Trừ tầm tứ luôn, trừ thêm cái tứ nữa, đúng rồi, chính xác. Tám thiền trừ tầm tứ luôn, còn 33. Rồi, ha, nắm được ha. Rồi, chính xác ha, rồi, quý vị nắm được hết ha. Rồi, tứ thiền, 10 cộng 20 bằng 32. Tứ thiền 10 cộng 22 bằng 32. Tại sao? Tại sao? Alo. Tứ thiền trừ thêm hỷ, chính xác quá, chính xác luôn, chính xác 100% luôn, chính xác 100% luôn, thêm hỷ xà thú, à, tuyệt vời ha. Và thấy mình đi vô về cái vấn đề mà thập nhị nhân duyên mình phân ra, mình thấy tuyệt vời ha. À, tứ thiền là lên từ từ là trừ tầm hỷ ra, là tâm sở liền cái danh tổng sanh chung có 32. Rồi ngũ thiền, ngũ thiền này ta lấy luôn sắc giới và vô sắc giới, bởi vì vô sắc giới cũng thuộc về ngũ thiền. Bây giờ mình đề ngũ thiền, sắc giới và vô sắc giới. 2 chấm. Ngũ thiền, sắc giới và vô sắc giới. 2 chấm. Cho mình biết là có 10 cộng 20 bằng 30. Cái này khó nha. Có 10 cộng 20 bằng 30. Mười cộng hai chục bằng ba chục. Tại sao nó có 10 và 20 là 30 đây quý vị ơi? Giờ trước tiên là có 10, giờ tại sao có 10? Tại sao có 10? Chứ giờ tôi đang hỏi 10 trước, tại có 10 trước nè. Tại sao có 10? Bỏ tầm tứ hỷ, đúng rồi, xà thứ 10 là trừ ra tầm tứ hỷ, tại 13 trừ 10, à, trừ 3 tầm tứ hỷ còn 10, đúng chưa? 10 là tha, đúng rồi đó, chính xác, trừ tầm tứ hỷ ra, ha. Rồi bây giờ 20, tại sao là 20? Trừ giới phần và vô lượng phần, chính xác, chính xác như vậy. Nhưng mà tại sao trừ vô lượng phần đây, quý vị cho biết đi. Tại sao trừ vô lượng phần ra? Xả là một ý kiến, một ý kiến. Rồi còn ai nữa không? Xả luôn hai ý kiến, do tâm xả ba ý kiến. Rồi như vậy là bây giờ đối với ngũ thiền sắc giới, tại sao trừ hai vô lượng phần ra? Bởi vì nó không phải là đối tượng của cái tâm xả này, à, nó là bi tùy hỷ, còn xả là nó vượt qua cái đó rồi. Tại ra đối với sắc giới cũng không có, không có hai vô lượng phần,
mà đối với vô sắc giới thì nó lại càng không phải là đối tượng của nó luôn. Thì như vậy chúng ta có được ngũ thiền sắc giới và vô sắc giới, có được 10 tâm sở tự tha trừ tâm tứ hỷ cộng 20 trừ ra 3 giới phần và 2 vô lượng phần, thì chúng ta có được 30 tâm sở, là 30 cái danh đồng sanh chung với lại tâm tục sinh ngũ thiền. Rồi, như vậy là chúng ta có được là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới và vô sắc giới. Đầy đủ để chúng ta biết là do thức duyên cho danh. Quý vị nắm được chưa? Alo. Thức duyên cho danh. Nắm được chưa? Xin cho biết đi. Ủa, hôm nay không thấy cô Nguyên Trang vô học ha? Nguyên Trang này là dạo này em biết vô không theo kịp bài này sao học được, là biết nữa rồi, học trò là biết tiếp rồi. Đi kịp chưa? Về nhà má, nhớ má. Rồi bây giờ sao, xong chưa, ghi hết chưa, ghi xong hết chưa? Nhớ mẹ quá ha. Xong rồi, quý vị muốn học tiếp không hay là ngưng đây? Muốn học tiếp không hay là ngưng? Alo. Muốn tiếp tục không hay là ngưng? Một người tiếp. Còn ai nữa không? Ngưng nữa không? Người tiếp tục, người hơn. Cái này khó nha. Giờ nhiêu giờ là 10 giờ rưỡi nè. 10 giờ rưỡi tiếp ha. Khó quá. Giờ sao? Giờ sao? Giờ cho lấy số chung đi. Giờ rồi đây thì sao? Rồi thôi, vậy thôi. Tới đây ha. Ôn lại tới đây ha. Cho ngưng ha. Lần sau mình đi vô thức duyên vô sắc. Thức duyên sắc cũng khó. Thức duyên sắc cũng khó. Thức duyên danh nữa. Rồi à, mình tạm thời mình tới đây mình thấy là cũng là nghiền ngẫm như vậy cũng đã ha. Giờ mình cứ đọc nó luôn, mình suy gẫm cái này, nhận thức cuộc sinh là mình thấy cuộc đời mình cũng là hưng phấn, cuộc đời mình thấy là quá đẹp, thấy được nhiều pháp mà coi như là rất là nhiều những vị mà theo nghiên cứu đủ thứ Phật pháp ha, mà không thể nào hiểu được cái vấn đề này ha. Ngay cả những người tu lâu cỡ nào mà nếu mà không học gì pháp, không có người đi sâu vô, không có những cái sự mà thẩm thấu thì chúng ta khó mà hiểu được những này, nó vì thế nó chi tiết không? Mà như vậy là cũng còn là chưa vậy đó, vậy là vậy cần mình mới đi dạo vòng quanh bờ hồ thôi. Dạo vòng quanh bờ hồ của duyên hệ duyên sinh, còn đi sâu vô còn khủng khiếp nữa. Mày đi sâu vô nữa chắc đầu hàng luôn. hết trình bày nổi, sâu quá nó chịu vô mà duyên hệ nó còn điên luôn. Duyên sinh duyên hệ kẹp chung nhau nữa, nó đi dễ sợ lắm, khủng khiếp lắm. Mà nhiều khi mình đọc mình không biết nó nói gì luôn, nó quá chi tiết luôn. Nhưng mà giờ mình đi vô từ từ tới đây là mình thấy là trí tuệ mình đã phát sanh đó. Mình có được cái sự mà phát sanh về cái tuệ đó, chúng ta đã có sự hiểu biết mà, là ít ngày biết được cái này lắm nhau vậy. Mình cứ cố gắng mình theo từ từ học, mình hiểu được tới đây là mình siêu luôn. Vì thử đi hỏi thử những vị mà tu tập, ngay cả những vị mà xuất gia này kia, là hỏi cũng có nhiều gì cũng biết luôn. Biết đâu mò. Thì chắc chắn đâu nữa là cậu. Chắc chắn lên đường mất tiêu rồi, đâu ra là cậu. Rồi, ngưng ha. Dứt khoát là bây giờ mình ngưng. Tới đây ngưng đủ giờ phải lẻ ha. Rồi, bây giờ 10 rưỡi rồi. Đây là cũng là đúng lúc. Do cái phước báo hôm nay mình học được tuyệt chiêu kiếm pháp đó, đập cô cậu bại. Do phước báo này nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm cái trí tuệ thành tựu chánh trí, đồng niệm nhau cả thể.
Rồi, kính mời MC lên làm việc ha, rồi thỉnh sư sư Thanh Tâm chúc chúc cho quý vị. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Nam Mô Ma Dạ. Nam Mô Sang Khai. Dạ. Dạ, con Nguyên Như con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy cho chúng con bài học của ngày hôm nay. Con có cảm giác như là thầy vẽ đường, rồi chúng con đi sau sau thầy, thầy vẽ bên trái đi bên trái, thầy vẽ bên phải thì đi bên phải, nó gọi là nó điếc ngắt luôn đó thầy, không có hiểu gì hết. Giống như thầy nói tới đâu thì hiểu tới đó, nhưng mà ngồi một mình mà ngồi mà nghĩ ra đó thì coi như là nó không hiểu gì hết đó thầy. Con nghĩ là phải học mấy lần luôn nó mới hiểu. Coi như là tới đâu biết tới đó, biết từng chữ một thôi đó, nó giống như học ABC vậy đó, trời chết chắc luôn. Dạ con thấy thời gian cũng vừa vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Dạ con xin dâng mít lại cho sư Tâm ạ. À. Dạ, yeah, mô Phật, dạ, yeah, thay mặt lớp học thành kính cảm ơn thầy kinh rất nhiều. Dạ, ông qua tu sắp ba mang ga lang rắc hành tu sắp ba đề qua ta sắp ba bút đà nu ba về đã sa đà so thi ba quanh tu ta ông qua tu sắp ba mang ga lang rắc hành tu sắp ba đề qua ta sắp ba đầm mà nu ba về đã sa đà so thi ba quanh tu ta ông qua tu sắp ba mang ga lang rắc hành tu sắp ba đề qua ta sapa sangha nuva ve na sada so thi ba quan tu te. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả chưa được thành tựu mỹ mãn, chưa được thành tựu mỹ mãn. Dạ mô Phật, dạ kính chào đạo tràng ạ. Sa thú. Dạ con xin kính thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Thanh Tâm đã thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề qua ta san ti vi ha ra qua si ni thu be kha re bo thi kha re ta hân ta hân ta tham ma da ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ra ron te tha vi ha ra mang da le thế ra cha man cha na wa ca cha phân kha vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha i sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng pa tình cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang tha tu chỉ rằng sa tăng thầm mô thầm mạnh tha ra cha bùng ga la sang khu hô tu sa mắc vô wa an tha ya cha hi ta ya cha âm hê rằng kha tu sanh thầm mô sam bê bi thầm ma cha ri no vua thân sam ba bù này ya ma thầm ma ri yam ba quê đi tê y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoan tu nha ta vô y đằng quá tám nề buồn nhằn à sa quá khá già quá hằng hồ tu á na gá tề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm, trong ngày vị lai.
phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn, sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hễ làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoạn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát, kế liền kiếp sau, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác làm sao cũng thành, nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thải chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tự khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Và Nguyên Như xin kính mời chư vị trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào tối ngày thứ hai qua định đốn, tức là sáng ngày thứ ba ở Việt Nam, và chúng ta lại được học tiếp tục vần 37 phẩm trợ đạo với sư phụ Pháp Thanh. Và Nguyên Như con xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.